Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với lại ứng dụng Hello World mà đã viết trong cái video trước. Thì trong phần này thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn về cái hàm main. Hàm main này của chúng ta sẽ là entry point của application. Thì tất cả những cái executable application ở trong C# thì đều cần phải có hàm main. Thì những cái loại executable application ở trong C# thì bao gồm có console application, Windows desktop application và Windows service application. Thì với hàm main, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta khai báo nó là static. Khi mà một cái method được khai báo là static thì cái scope của nó sẽ được bao đến class, chứ nó không phải ở mức object nữa. Chính vì thế chúng ta có thể nói là cái hàm main này sẽ tồn tại trước khi mà cái class này được khởi tạo. Và cái hàm main này nó có thể được apply như là main entry của cái ứng dụng của chúng ta. Trong code của hàm main thì các bạn có thể nhìn thấy là cái system namespace này chúng ta sử dụng hai lần. C# cho phép chúng ta có thể sử dụng câu lệnh using để import cái namespace trước khi sử dụng nó. Thì khi mà các bạn viết câu lệnh using system như thế này thì sẽ nhìn thấy là system này bị redundant. Thì khi redundant thì chúng ta có thể sử dụng câu lệnh là and enter để remove cái redundant đấy đi. And enter remove. Đấy, thì lúc này code của chúng ta sẽ gọn gàng hơn. Thì khi mà ứng dụng của chúng ta đã được viết như thế này, chúng ta có thể chạy ứng dụng bằng cách sử dụng button start ở trên menu. Các bạn sẽ nhìn thấy khi chúng ta bấm start thì Visual Studio trước tiên sẽ build xem ứng dụng này có chạy ổn hay không. Đấy. Sau đấy thì nó sẽ chạy ứng dụng của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng phím tắt là F5 để chạy. Kết quả y hệt như cũ.